kinh bạch sư con có một sự xung đột mâu thuẫn khi đọc một bài kinh à, là kinh hiền nhân có 10 sự chứng tỏ đó là người trí một biết kẻ hiền người ngu biết kẻ xa người hèn biết kẻ giàu người nghèo biết việc nào khó việc nào dễ biết việc nào đáng bỏ việc nào nên làm biết nhiệm vụ của mình, là vào nước nào biết được phong tục của nước đó biết là biết được chỗ trở về là học rộng hiểu nhiều là biết được túc mạng kiếp sống quá khứ mười việc đó chứng tỏ là người có trí tại sao mười điều Đức Phật nói à, trong mười điều thứ mười Đức Phật lại nói biết được kiếp sống quá khứ là người trí trong khi một hãng kinh khác Đức Phật lại nói quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng tương lai là chưa đến chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây vậy có phải là tự mâu thuẫn không Tại sao lại vừa nói biết được kiếp sống quá khứ lại vừa nói quá khứ không truy tìm à, cái vấn đề là cái bài kinh này quý vị có hiểu được nghĩa nó hay không nữa biết được Uh, tại vì cái này nó không có nằm ở trong uh, kinh tạng nguyên thủy chứ nếu như nằm trong kinh tạng nguyên thủy thì quý vị rõ lắm rõ lắm tại vì trong kinh uh, đức trong kinh nguyên thủy uh, cụ thể ở đây là kinh uh, tăng chi đức Phật giải thích rất là rõ kẻ hiền là người như thế nào người ngu là người như thế nào chứ không có phải là mình chỉ nói nó tóm gọn như thế này Đức Phật nói kẻ hiền uh, ví dụ như cái người uh, giữ giới là kẻ hiền cái người mà biết phần sự của mình là kẻ hiền cái người mà biết được cái sự giải thoát giác ngộ là kẻ hiền còn ví dụ như cái người ngu là người không có tàm quý tức là người không biết ghê sợ hổ thẹn tội lỗi là kẻ ngu rồi cái người phá giới là kẻ ngu à, rồi cái người mà không chấp nhận sự dạy dỗ là kẻ ngu đấy nhiều lắm nhiều lắm nhưng mà mình chỉ đưa một dòng như vậy thì chết người ta thiệt chết người ta người ta người ta nghe người ta không biết nha kẻ xa người hèn người như thế nào là xa mà người như thế nào là hèn có hiểu hay không? Sang trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là người có được thất thánh sản mà cái kẻ à, à sang trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là người có sự kính có sự tôn kính à, có tạm úy. còn hèn ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là người có sự ngã mạng à, và người không có sự hổ thẹn với tội lỗi ghê sợ tội lỗi kẻ giàu trong giáo pháp của đức thế tôn là người có thất thánh sản còn kẻ nghèo á, là người không có thất thánh sản việc khó là việc xuất gia tu tập giải thoát còn việc dễ là việc hưởng dục rồi cái việc khó là việc xuất gia việc dễ là việc tại gia à, đó, à, việc khó là việc ly dục việc dễ là việc hưởng dục đấy cái này mà quý vị có được cái kiến thức giáo lý đó thì quý vị mới hiểu chứ còn mà quý vị không biết kiến thức giáo lý mà quý vị đọc mấy cái này quý vị chỉ có chết thôi. Nha, rất là nhiều những cái chỗ này thành ra là sư kẹt sư quý vị đưa cái chỗ này lên sư không biết quý vị có hiểu hay không. À, và ở cái phần này đó biết được túc mạng kiếp sống quá khứ ở đây có nghĩa là mình có được thắng trí và thần thông, tức là mình đắc được tám tầng thiền chứng và sau khi mình có được 8 tầng thiện chứng đó mình có được một cái nền tảng mạnh mẽ để mình thực hành trí tuệ quán đó là mình thực hành tiếp cái bài ở dưới đây nghĩa là sao nghĩa là ở, ở trên á ở trên á là chúng ta thực hành để chúng ta có được cái nền tảng cố định nha tức là thắng trí thắng trí và tiếp theo là mình dùng cái thánh trí đó, mình dùng cái định đó đó để mình tiếp tục mình phát triển trí tuệ quán để mình có được thánh trí mà cái này thì chỉ có cái người bắt đầu đi vào cái thực hành thì họ nắm nó sẽ rõ hơn đấy cho nên hai cái câu này nó không có mâu thuẫn nha không có mâu thuẫn nha ờ, nó giống như là một cái người, uh, người bà mẹ Bà mẹ kêu đứa con đó là con đi ăn cơm đi. Đứa con ăn cơm xong rồi bà mẹ kêu rồi con đi học bài đi. Đứa con mới nói, ủa tại sao hồi nãy mẹ kêu con đi ăn cơm rồi bây giờ mẹ kêu con đi học bài. Hai cái mâu thuẫn vậy. Không có mâu thuẫn. Kêu nó đi ăn cơm tại vì tới giờ ăn cơm rồi. Mà ăn cơm xong no bụng có sức khỏe rồi thì nó đi học bài. Hai cái không có mâu thuẫn nha. Mệt tùy từng giai đoạn khác nhau mà bà mẹ có lời khuyên khác nhau. Cũng tương tự như vậy trong cái việc học pháp và hành pháp, tùy từng thời điểm khác nhau mà có phương pháp thực hành không có giống nhau. Nha, ban đầu là cần phải thực hành phát triển cái định và sau đó phát triển trí tuệ quán, hai cái đó không hề nghịch nhau ha.